Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 9 của trang web olm.vn. Cô cũng rất khuyến khích các con xem bài giảng này trên trang web olm.vn để chúng ta có thể tương tác với nhau. Nếu như các con đang xem bài giảng này trên YouTube thì cô đã để link tương tác ở phía góc phải màn hình, các con có thể nhấn vào đó. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong chương 1 tìm hiểu về đường tròn. Ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu tới các con bài đầu tiên của chương tìm hiểu về góc với đường tròn, đó là góc ở tâm và số đo cung. Nội dung chính của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thể nhận biết được góc ở tâm và hai cung tương ứng, đồng thời vận dụng tính chất để có thể so sánh hai cung trên một đường tròn dựa vào số đo độ của chúng. Vậy góc ở tâm là gì cũng như nội dung cụ thể ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 1. Góc ở tâm được định nghĩa là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. Vậy thì ở đây cô có đường tròn tâm O, cô sẽ vẽ một góc bất kỳ miễn rằng nó thỏa mãn đỉnh trùng với tâm đường tròn thì góc đó được gọi là góc ở tâm. Cụ thể đây, ta sẽ thấy ngay góc AOB là góc ở tâm. Cô sẽ ký hiệu là góc alpha. Với góc alpha mà số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ thì chúng ta sẽ quy định cung AB này là cung AB nhỏ và cung còn lại là cung AB lớn. Từ đây chúng ta thấy rằng mỗi cung sẽ được xác định bởi hai đầu mút. Thế thì ở đây cung AB sẽ được ký hiệu là AB với cung tròn ở bên trên như thế này, với AB là hai đầu mút của cung đó. Tuy nhiên, tại hình vẽ này chúng ta thấy ngay là cả cung nhỏ và cung lớn thì đều có chung là đầu mút AB. Như vậy chúng ta phải có cách ký hiệu khác nhau. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có, với các cung mà có chung các mút, chúng ta sẽ ký hiệu cung AMB là cung nhỏ và cung ANB là cung lớn. Cô ký hiệu như thế này. Như vậy khi mà chúng ta viết thêm một ký hiệu vào thì chúng ta sẽ có thể phân biệt được hai cung là cung nhỏ và cung lớn. Với trường hợp góc alpha bằng 180 độ thì khi đó hai cung được một nửa đường tròn. Đó là điều đặc biệt các con chú ý. Tiếp theo cô nêu ra một định nghĩa là cung nằm ở bên trong góc thì chúng ta sẽ gọi là cung bị chắn. Như vậy ở đây ta sẽ thấy được rằng đối với hình vẽ này thì cung bị chắn bởi góc AOB sẽ là cung nào? Các con đã trả lời đúng, trong trường hợp này thì cung bị chắn bởi góc AOB sẽ là cung AMB. Vậy là ta thấy đối với các góc lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ thì cung bị chắn chính là cung nhỏ. Vậy với trường hợp góc này bằng 180 độ thì sao? Trường hợp này thì cung bị chắn chính là một nửa đường tròn. Đó là một số kiến thức về góc ở tâm. Các con hãy cùng làm một số câu hỏi tương tác để có thể khắc sâu hơn được kiến thức trong phần này. Chúc mừng, như vậy các con đã nắm được một số kiến thức trọng tâm ở phần góc ở tâm. Bây giờ cô sẽ giới thiệu tới các con về số đo cung. Bởi vì góc thì cũng có độ lớn, đoạn thẳng cũng có độ lớn. Tương tự như thế thì cung cũng sẽ có độ lớn. Cô có định nghĩa như sau. Số đo của cung nhỏ sẽ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Như vậy là chúng ta đã chuyển số đo của cung sang số đo của góc chắn cung này. Vậy theo các con, số đo của cung lớn sẽ được tính như thế nào? Bằng suy luận ta có thể suy ra được ngay là số đo của cung lớn thì sẽ bằng hiệu giữa 360 độ và số đo của cung nhỏ. Từ đó ta suy ra số đo của nửa đường tròn sẽ bằng một nửa 360 độ và chính bằng 180 độ. Các con chú ý là số đo của cung AB sẽ được ký hiệu là số đo cung AB như thế này. Từ bây giờ khi nói về số đo của một cung, chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu này. Bây giờ cô có hình vẽ này, các con hãy tính cho cô số đo của cung AMB và số đo cung ANB. Hãy gửi cho cô câu trả lời bằng cách tương tác với câu hỏi hiện lên màn hình. Như vậy là các con đã làm xong ví dụ này. Cô sẽ tóm tắt lại, ta thấy rằng số đo của cung AMB thì chính bằng số đo của góc chắn ở cung đó. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây góc AMB là cung nhỏ. Từ đó ta suy ra số đo của cung này sẽ bằng số đo góc AOB và bằng 67 độ. Còn số đo của cung ANB chúng ta chỉ việc lấy 360 trừ đi 67, kết quả là 293 độ.
Từ định nghĩa chúng ta cũng sẽ rút ra một số nhận xét. Thứ nhất là cung nhỏ chắc chắn sẽ có số đo nhỏ hơn 180 độ. Ngược lại, cung lớn thì có số đo lớn hơn 180 độ. Chú ý rằng khi hai mút của cung trùng nhau thì chúng ta sẽ có cung không. Cung này có số đo là 0 độ. Và từ đó ta suy ra cung là cả đường tròn sẽ có số đo là 360 độ. Các con cũng sẽ làm một số bài tập tương tác về số đo cung để có thể khắc sâu hơn kiến thức ở trong phần này. Khi được học về số đo cung thì chắc chắn là chúng ta sẽ nảy ra một yêu cầu tất yếu, đó là so sánh giữa các số đo cung, hay nói cách khác là so sánh giữa các cung. Chúng ta sẽ tìm hiểu về việc so sánh hai cung trong phần 3. Ở đây các con chú ý là chúng ta chỉ so sánh hai cung trong một đường tròn hoặc là hai đường tròn bằng nhau. Đây là điều kiện tất yếu. Chúng ta không thể so sánh hai cung khi mà chúng có khác bán kính được. Khi mà hai cung thỏa mãn điều kiện này thì chúng ta sẽ có hai cung đó được gọi là bằng nhau nếu như chúng có số đo bằng nhau. Hai cung AB và CD bằng nhau thì sẽ được ký hiệu là cung AB bằng cung CD như thế này. Tương tự như định nghĩa này, các con hãy suy nghĩ và cho cô biết trong hai cung, một cung lớn hơn cung kia khi nào và ngược lại nó nhỏ hơn khi nào? Chắc chắn chúng ta sẽ suy nghĩ được ngay, ta đã chuyển việc so sánh hai cung thành so sánh hai số đo. Thế thì trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn thì sẽ được gọi là cung lớn hơn và ngược lại. Cung EF lớn hơn cung GH thì được ký hiệu là cung EF lớn hơn cung GH như thế này. Ngược lại, chúng ta cũng sẽ nói cung GH nhỏ hơn cung EF và ký hiệu như thế này. Đó là cách so sánh hai cung trong một đường tròn hoặc là trong hai đường tròn bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khi nào thì số đo một cung bằng tổng số đo hai cung còn lại. Cô sẽ xét một cung AB, cho điểm C là một điểm nằm trên cung này. Khi đó chúng ta sẽ nói điểm C chia cung AB thành hai cung, đó là cung AC và cung CB. Đây là hình vẽ minh họa. Điểm C này nằm trên cung AB, khi đó nó sẽ chia cung AB thành cung CB và cung CA. Đây là trường hợp nó nằm trên cung nhỏ. Còn đây là trường hợp C nằm trên cung lớn, khi đó thì nó cũng chia cung lớn AB thành hai cung là cung AC và cung CB. Rõ ràng trong cả hai trường hợp chúng ta sẽ thấy được ngay là góc AOB sẽ bằng góc AOC cộng với góc COB. Vậy thì chúng ta suy ra hệ thức nào giữa số đo của ba cung? Các con hãy trả lời bằng câu hỏi tương tác. Đúng như vậy, ta thấy ngay bởi vì góc AOB bằng tổng của hai góc AOC và COB mà số đo của các cung thì lại bằng số đo của các góc chắn cung đó. Thế thì từ đây ta suy ra trong trường hợp này thì số đo của cung AB sẽ bằng số đo của cung AC cộng CB và trường hợp này tương tự như thế. Từ đó cô sẽ có là nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì chúng ta sẽ có đẳng thức là số đo cung AB sẽ bằng số đo cung AC cộng với số đo cung CB. Điều này tương tự như ở đoạn thẳng, chúng ta có một điểm nằm giữa hai điểm, chúng ta cũng sẽ có đẳng thức về tổng độ dài các đoạn thẳng. Ở đây số đo cung cũng tương tự như thế. Áp dụng các phần kiến thức này thì các con hãy cùng làm bài tập. Bài 1 cho hình vẽ, hãy tính độ lớn góc ở tâm AOB và số đo của cung lớn AB. Trước hết ta xác định độ lớn góc ở tâm AOB nghĩa là góc AOB đây. Các con hãy để ý góc AOB này có điều gì đặc biệt. Ta thấy ngay nó là góc ở đáy của một tam giác vuông cân. Thế thì rất dễ dàng các con có thể tính được số đo của góc này. Đúng như vậy, ta thấy ngay góc AOB là góc ở đáy của một tam giác vuông cân. Chính vì thế độ lớn của nó sẽ bằng 45 độ. Tiếp tục, người ta muốn chúng ta tính số đo của cung lớn AB. Ở đây muốn tính số đo của cung lớn AB thì chúng ta sẽ tính số đo của cung nhỏ AB rồi lấy 360 độ trừ đi nó. Vậy thì cô sẽ làm như sau. Chúng ta suy ra được số đo của cung nhỏ AB sẽ bằng số đo của góc AOB và nó chính bằng 45 độ. Từ đó ta suy ra số đo của cung lớn sẽ bằng 360 độ trừ đi 45 độ và kết quả là 315 độ. Rất dễ dàng, chúng ta sẽ áp dụng qua lại giữa số đo của cung và độ lớn của góc chắn cung đó. Bài thứ 2,
Hai tiếp tuyến của đường tròn O tại A và B cắt nhau tại M. Biết rằng góc AMB bằng 35 độ. Các con hãy tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB, đồng thời tìm số đo mỗi cung AB, nghĩa là tìm độ lớn của cung lớn và cung nhỏ. Ở đây cô sẽ vẽ hình, đây là đường tròn tâm O, tiếp tuyến tại hai điểm A và B cắt nhau tại M và số đo của góc AMB là 35 độ. Chúng ta cần tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB. Trước hết nhìn hình vẽ thì ta xác định đây chính là góc cần tính độ lớn. Các con hãy suy nghĩ xem chúng ta có thể tính được độ lớn của góc này như thế nào. Hãy gửi cho cô ý kiến của mình bằng cách trả lời những câu hỏi tương tác. Đúng như vậy, dựa vào tổng 4 góc trong một tứ giác, chúng ta sẽ suy ra được ngay độ lớn của góc này sẽ bằng 145 độ. Khi đã biết độ lớn của góc AOB thì chúng ta dễ dàng suy ra độ lớn của cung AB nhỏ, chính là cung này. Ở đây cô sẽ ký hiệu hai cung là cung nhỏ AMB và cung lớn ANB. Thế thì khi đó ta suy ra được số đo của cung nhỏ AMB chính bằng số đo góc AOB và bằng 145 độ. Số đo của cung lớn thì sẽ bằng 360 độ trừ đi 145 độ, kết quả là 215 độ. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô đã giới thiệu tới các con định nghĩa góc ở tâm, số đo cung, cách so sánh hai cung và giới thiệu khi nào thì sẽ có đẳng thức giữa số đo của các cung. Bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối liên hệ giữa cung và dây trong đường tròn. Các con hãy cùng theo dõi các bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn để chúng ta có thể tương tác với nhau. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Nếu thấy bài giảng hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh học trực tuyến OLM để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các con!